hành cùng các bạn trong video giới thiệu sản phẩm vệ sinh công nghiệp của điện máy Yên Phát ngày hôm nay. Các bạn thân mến, máy hút bụi thì đang dần trở thành những mắt xích không thể thiếu trong công việc vệ sinh hàng ngày của những trung tâm thương mại hay là bệnh viện, trường học và cả sân bay. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến cho các bạn một model máy hút bụi công nghiệp hoàn toàn mới xuất hiện trên thị trường đến từ thương hiệu Balada. Với model máy đó chính là BD380T. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào khám phá xem chiếc máy hút bụi này có cấu tạo và thông số kỹ thuật như thế nào nhé. Xét về cấu tạo thì đánh giá tổng quan đây sẽ là một cỗ máy khá là to và chắc chắn, với cấu tạo được làm từ như ABS bên trên và inox cao cấp bên dưới, cho người dùng cảm giác an toàn, chắc chắn và tự tin hơn về sản phẩm. Về phía đầu máy thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên đầu máy sẽ có 3 công tắc của 3 motor ạ. Máy gồm có 3 motor, 3 công tắc đấy ạ. Và bao bọc bên ngoài motor thì đó chính là nhựa ABS có tay cầm chắc chắn. Sau đây thì chúng tôi sẽ tháo ra cho các bạn xem phía bên trong nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể nhấc lên như thế này ạ. Đây, đây chính là motor của máy ạ. Và ở đây thì sẽ có một cái phễu học nhờ, có một cái phễu ạ, giúp cho chúng ta đây, nếu trong trường hợp mà chúng ta làm việc mà có rác nước ấy, nó có đẩy lên thì nó sẽ đẩy cái phễu đó lên, không thể chạm vào được đến bộ phận motor bên trong được ạ. Và đây chính là hệ thống túi lọc rác, túi chắn rác ạ. Túi chắn rác này thì được làm bằng vải nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể tháo ra vệ sinh, đặt phơi khô và dùng được nhiều lần sau khi mà chúng ta làm trong công việc vệ sinh ạ. Có chế độ chắn rất là rộng. Đây chính là cái thân bình chứa của cái chiếc máy hút bụi này, hay gọi là bình chứa rác đấy ạ. Phía bên trên cái thân này thì sẽ có một cái đường ống để chúng ta đấu nối với lại cái ống mềm để làm hút rác ạ. Phía bên dưới thì sẽ có một cái tay cầm để chúng ta nghiêng bình đổ rác khi mà lượng rác trong bình, đó là khi chúng ta kết thúc công việc vệ sinh chúng ta muốn đổ rác thì đây chính là cái tay cầm để chúng ta nghiêng bình này. Đây chính là cái ống để xả nước nếu mà chúng ta hút công việc vệ sinh là có rác nước nhá, thì chúng ta có thể tháo lắp này ra để xả nước là được. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp lại để lên cho nó gọn ạ. Phía bên dưới đây chính là cái giá đỡ này, cái giá đỡ của mình. Giá đỡ này thì được làm bằng kim loại rất là chắc chắn. Và đây là hệ thống bánh xe. Bánh xe cũng khá là to, chắc chắn để chúng ta di chuyển máy được đến nhiều vị trí làm việc. Và máy thì có hệ thống dây điện dài đến 12m, giúp chúng ta có thể di chuyển đến nhiều vị trí làm việc mà không lo về cái lối nguồn điện ạ. Bên cạnh đấy thì bên dưới là hệ thống bánh xe đẩy rất là chắc chắn. Thì bên trên sẽ có thêm cả hệ thống tay đẩy. Các bạn sẽ nghĩ rằng là nếu như là một cỗ máy to lớn như thế thì việc di chuyển đến các vị trí làm việc rất là khó khăn, nhưng mà trên thực tế thì nhờ nó tích hợp rất là nhiều cái tiện ích, vì thế mà máy di chuyển rất là dễ dàng đấy ạ. Thân mến, điểm nhấn quan trọng nhất của chiếc máy hút bụi đến từ thương hiệu Balada với model BD380T này đó chính là có một bộ kit vừa hút vừa gạt nước ở đằng sau như này ạ. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là một cái thiết kế được đánh giá là khá là tiện ích đối với lại chiếc máy hút bụi này, một cái điểm mạnh hỗ trợ rất nhiều cho công việc của chúng ta. Đấy, chúng ta có thể nâng hạ được cái bộ kit này xuống nhé. Ở phía bên hai đầu cái bộ kit này thì bạn có thể nhìn thấy đây là hai bánh xe. Hai cái bánh xe này thứ nhất là giúp chúng ta giữ thăng bằng được cái bộ kit này khi hoạt động này. Thứ hai đó chính là chúng ta có thể làm việc ở những cái góc bờ tường mà không sợ là nó bị đánh vào tường, bởi vì nó đã có hệ thống bánh xe này rồi nhá. Thì nó sẽ giữ an toàn và thăng bằng được cho cái chiếc máy này. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào khám phá xem là bộ phụ kiện của chiếc máy hút bụi Balada BD380T có những phụ kiện gì đi kèm nhé. Thứ hai, hai ống nối inox ạ, giúp chúng ta có thể hút bụi được ở những vị trí trên cao như là ở cái trần nhà này, hoặc là cái rèm cửa ấy ạ. Đây chính là bàn hút nước ạ. Đây là bàn hút nước. Đây là chổi dẹp, cây hút dẹp. Đây chính là cái chổi để cái bàn hút bụi. Và đây chính là chổi tròn. Và chiếc máy hút bụi này thì được trang bị hai ống hút. Các bạn đang thắc mắc là tại sao lại được trang bị hai ống hút mềm đúng không ạ? Ngay sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lắp cái ống hút mềm này nhé. Đây, chúng ta chỉ việc lắp cái đầu nhỏ này này vào cái này. Các bạn ấn chắc xuống là được ạ. Sau đó thì còn cái này chúng ta sẽ đấu nối lên đây ạ. Xét về thông số kỹ thuật thì máy hút bụi Balada BD80T có điện áp là 220V, công suất là 3.800W, sử dụng 3 motor, dung tích bình chứa là 80L, và lưu lượng khí là 190L/giây, và có cân nặng là 29kg. Các bạn thân mến, vừa rồi thì tôi đã giới thiệu bạn cấu tạo cũng như là thông số kỹ thuật của chiếc